Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay và ngày mai, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Tại vùng núi, do có sự xuất hiện của hội tụ gió nên từ đêm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có điểm mưa vừa. Quý vị và các bạn cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông như sấm sét gió mạnh. Nền nhiệt tại đây không cao, trưa chiều mai dao động từ 30 đến 33 độ. Còn tại vùng Trung Du và Đồng Bằng chỉ phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng, với nhiệt độ trưa chiều mai ở trong khoảng 31 đến 34 độ, cục bộ có điểm nắng nóng trên 35 độ, cảm giác hơi oi nóng. Ven biển miền Trung trong những ngày tới, cường độ nắng sẽ giảm bớt bởi hình thế gây mưa do rãnh thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Quảng Trị chỉ có mưa dông rải rác với mức nhiệt cao nhất ngày mai phổ biến từ 31 đến 34 độ. Phần còn lại từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận chịu ảnh hưởng chính của rãnh áp thấp nên sẽ có mưa dông trên diện rộng. Cục bộ sẽ có điểm mưa dông lượng khá kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh. Nền nhiệt tại đây thấp hơn đôi chút khi trưa chiều mai dao động từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do nằm ở rìa nam của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ kết hợp với gió Tây Nam hoạt động mạnh dần nên mưa sẽ có xu hướng gia tăng về lượng và cường độ. Nhiều điểm có mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh. Cùng với mưa nên nhiệt độ cũng giảm đáng kể. Trong ngày mai chỉ phổ biến từ 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 29 đến 32 độ tại khu vực Nam Bộ. Đến với thời tiết trên biển, quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, phía nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,05 đến 1,25 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,75 đến 1,95 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,15 đến 1,35 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,15 đến 1,35 m.